Hôm nay hướng dẫn các bạn cách nấu chè nha đam và cách luộc nha đam nhanh nhất nha. Đó, trước tiên mình đi cắt nha đam nha. Cắt nha đam này mình trồng á, nó rất là ngon nha. Đó, gọt nha đam rất là nhanh nha. Trước tiên các bạn gọt rõ ràng cho nó sắn hộp lựu, cầm cái sạn để xuống chà nó sẽ ra hết nha. Đó, sau thì một đống bột khoai, bột bán. Lên cho xo nhà bỏ đậu cho nấu cho nhừ, sau đó bỏ bột bán vô, và sau đó bột bán chín mà mình bỏ tiếp bột khoai vô. Đây nhà nam mình gọt nha, và nấu bột khoai bột bán một cái 10 phút thôi nha là nó sẽ được nha. Và sau đó mình bỏ nhà nam vô nấu thêm 10 phút nữa đó. Rồi cuối cùng mà bỏ nước cốt dừa, này mình không ở đây mình xài nước cốt dừa tiệm nha, và sau đó đổ nước dừa cốt dừa sau cùng và nhặt xuống thành phẩm nha các bạn.